tay hả? Ui. Ok, chào mừng mọi người đến với live stream của Hùng. Trận đấu giữa Quốc Học và Quang Tay Chéo được bắt đầu. Phía gần màn hình của chúng ta, vận động viên Quốc Học đến từ đơn vị Đại Từ. Phía sau màn hình, vận động viên Quang Tay Chéo đến từ đơn vị Công an tỉnh. Công an tỉnh đúng không? Quang Kéo Tay. Ok, tay vợt Quang Tay Chéo. Kéo tay chéo. Vài cái chia sẻ lên chợ cầu lông và lên trang cá nhân nào. Nhiều việc các chưa kịp mày đã thua. Xem mày đấy bấm chưa? Thua. Đổ lỗi từ Quốc Học cho Hùng yên tâm. Nếu mà chất lượng mạng yếu thì mọi người có thể comment 2 để một lát nữa hết trận đấu này Hùng sẽ đăng ký thêm gói mạng để xem chất lượng nó có tốt hơn hay không. Mọi người nhớ like và chia sẻ clip cho Hùng nhé. Ok, mọi người nhớ like và chia sẻ cái điểm số 4 đều. Trận đấu thứ nhất xóa cầu rất hay từ Quốc Học. Ok, anh đang cầm tay quay nó hơi rung nên ạ. Đang cầm tay quay mọi người ạ. Đấu rất tốt thì Quốc Học. Vùng ngoài sân à? Rồi, một điểm số. Em có ve từ đâu em thấy? Anh thấy không? Ve đồng nghĩa Quốc Học. Đấu rất tốt thì Quốc Học có vẻ. Chém cầu tốt thì chỉ thế rồi, đấy. Chém cầu rất tốt thì Quốc Học và chém cầu thấp và có thể ăn điểm trực tiếp luôn. Sầu riêng không? Đủ nhá, không đủ khối. Chúng tôi nhìn thấy Quốc Học di chuyển rất nhẹ nhàng và đánh cầu rất bình tĩnh. Còn Hùng theo Hùng thấy thì tay vợt. Mọi người có thể dành vài giây giúp chia sẻ live stream này không ạ? Rất bình tĩnh. Chém cầu rất săn lưới. Điểm 11-7 cho Quốc Học. Săn lưới rất nhanh và chính xác. Chúng ta Quốc Học sau ngày thi đấu hôm nay đã tăng. Tay vợt Quang Tay Chéo được tiếp. Đông Hỷ là đâu? Thái Nguyên à? Ok, Quang Tay Chéo ở Đông Hỷ, Thái Nguyên. Đông Hê. Chém cầu quá xa. Cầu ngoài sân, cầm tay hỏi Quang. Người cầu rất là cực Quốc Học. Đến thời điểm hiện tại thì Quốc Học có thể nói là trình độ kỹ thuật cao hơn đối thủ. Chém cầu và những pha chém cầu sở trường. Mười bảy chín rồi. Chúng ta xem. Nếu Quốc Học đang chứng tỏ như thế một chỗ mình. Hai nhịp sáng hơn Quốc Học thì trận đấu nào cũng căng và nặng hết. Đầu tiên là gặp Quang Tay Chéo này. Trận sau nếu thắng thì gặp Nguyễn Phú này. Và rất kết quả. Và bán các trận là thiếu đấu hát được đánh giá là đầu đấu chương trình. Trận cầu lao rất khó chịu thì Quốc Học. Rồi, được cầu chéo sân cũng được. Nhịp xuống 12. Về thủ lỗi. Ok, trận đấu thứ nhất kết thúc 21-13 cho Quốc Học của đơn vị Đại Từ Thái Nguyên. Ok, trận đấu thứ hai điểm đó là 2-1 cho Quốc Học. Phía gần màn hình của chúng ta là vận động viên Quang Tay Chéo, phía xa màn hình nó là Quốc Học nha.
ở đằng cu em anh đánh cho. Chém cầu quá tốt từ Quốc Học. Dĩ nhiên là thắng thì chiều nay chắc chắn phải đánh rồi mọi người. Chiều và tối nay đều là những trận Quốc Học. Rồi. Cầu rất hay từ Quang Tài Chiều nhưng vẫn chưa thể giành điểm. Rất bình tĩnh. Ui, kéo lưới kìa, quá đẳng cấp. Không, cầu lao rất khó chịu. 6-2, chúng mỗi người ủng hộ ông bằng một cái chia sẻ đúng không ạ? Đây là trận đấu hay nhất của buổi sáng ngày hôm nay rồi đấy. Buổi sáng này chưa có trận nào hay cả. Kéo lưới quá đẳng cấp. Thế như nó tụ tập hết em. Thế với em ở môi trường ấy, em chẳng khác gì nó cả. Chỉ là nó được học với những người hàng cứng. Cứng trận nào từ ngoài vào trong. Chém quá hay. Ông ấy chậm là cái Tùng kìa. Tùng với Long Phèn. Thanh Tùng, Long Phèn thì hai ông đấy hơn hẳn Phú luôn. Không hơn hẳn đâu, hơn một chút. Nhìn kiểu đỉnh cầu nó khác hẳn luôn. Lại kéo cầu của Quốc Học. Chán luôn. Cả hai Phú đánh cứ chậm để tà. Điểm số 12-3 của Quốc Học. Vâng, và động viên Quang Tay Chéo xin thua.